chương năm 1937, Đại Càn Khôn Thuật. Oanh, giữa thiên địa, oanh minh không ngừng bộc phát, Mục Vân đem 12 chú quyết diễn hóa đến cực hạn, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, thiên đạo chi nguyên. Viêm long cái thế, thiên long hoàng ngâm, diễn vạn tượng kình, tam nguyên quy nhất chém, không chết hỏa trưởng, chấn càn khôn, khai thiên vận, phong thiên ấn, phá thiên trùy, cốt thần ngự, sát thần, diệt thiên, cái này 12 thức, Lúc trước Mục Vân hiện ra nhiều nhất cũng chính là bốn thức đầu. Có thể giờ phút này, Mục Vân lại là đem 12 thức thay nhau diễn hóa mà ra, bao hàm 12 các loại hồng hoang trí bảo uy năng kinh khủng. Một tới hai đi ở giữa, tinh hà phun trào, Lý Thương Lan ngược lại là bị Mục Vân áp chế. Lão già, đây mới là đồ của ta, thấy rõ ràng chưa? Mục Vân nhìn về phía Lý Thương Lan, sầm mặt lại, khẽ nói cho ngươi thêm nhìn xem tốt hơn. Thông Thiên Chú, Mục Vân Nhất nói xong bên dưới, hai tay mở ra. Trong chốc lát, tinh hà phía trên, thiên khung ở giữa, một đạo phù chú, che khuất bầu trời, hóa thành vô tẫn sôi trào mãnh liệt chi khí, hướng phía Lý Thương Lan ép đi. 12 chú quyết là luân hồi thiên môn thôn vệ 12 hồng hoang trí bảo diễn hóa mà ra, mà 12 chú quyết đằng sau thông thiên chú, thì là Mục Vân qua nhiều năm như vậy không ngừng kết hợp 12 chú quyết diễn hóa mà ra. Chỉ là, hắn cơ hồ chưa từng thi triển qua. Sớm tại trước đó, phụ thân chính là đã nói với hắn, cần có chính mình đạo đi đi. Thế gian ngàn ngàn vạn vạn võ giả, mỗi một võ giả đều có chính mình đạo. Cái này đạo cũng không phải là có đặc biệt điều lệ, phương thức đặc biệt, mà là toàn bằng chính mình. Mục phân từ khi Mục Thanh Vũ nói qua, chính là đang suy nghĩ đạo của chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, không có đầu mối, có thể, hắn nghĩ tới chính mình qua nhiều năm như vậy đủ loại, dần dần trong lòng có một cái hình thức ban đầu chỉ bất quá, cần hoàn thiện, như thế nào hoàn thiện, sinh tử chi chiến, dưới mắt đối mặt Lý Thương Lan, chính là sinh tử chi chiến. Thông thiên chú vừa ra, Lý Thương Lan sầm mặt lại, hai tay một nắm, bốn phía hư không, vô tẫn lực lượng phun trào. Càn chấn, sát na, Lý Thương Lan thể nội, một cỗ tề thiên chi thế, trùng kích mà ra. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng thần phục tại Lý Thương Lan dưới thân. Phá, vô tấn pháp tắc, lẫn nhau thôn vệ va chạm, cái này có thể khổ phía dưới một vị lại một vị thần đế vô thiên người. Bọn hắn ngăn không được, vô ngân tinh không dưới ức vạn vạn sinh linh, liền phải chết thương không biết bao nhiêu vạn. Cưng rắn chống đỡ dư ba, đối bọn hắn mấy vị tới nói, cũng là đả kích cực lớn. Thượng thương chú ấn va chạm, mục phân cùng lý thương lan hai người đều là thân thể lùi lại, nhìn riêng phần mình cũng không từng chiếm được tiện nghi. Mà Mục Vân lúc này cũng là rõ ràng cảm giác được, Lý Thương Lan thi triển, đã không còn là hồng hoang thiên địa quyết. Cái này ra ngân tệ, coi là thật không chỉ một bộ thần quyết khống chế, không chỉ là đem mặt khác bốn vị thần đế thần quyết bao quát, chính mình còn chuẩn bị một bộ. Lại đến A, à, chả lẽ lại sợ ngươi, hai người đối chọi gay gắt, khí thế kinh người, che trời chú, mục phân nhất âm thanh gầm thét, vang vọng đất trời thời không. Trong chốc lát, Lý Thương lan đỉnh đầu, một đạo che khuất bầu trời chú ấn, mang theo diệt thế chi uy, dáng lâm rơi xuống. Đi chết, mục phân nhất âm thanh quát khẽ. Lý Thương Lan hừ một tiếng, uyên chấn, một câu uống xong, trong chốc lát, toàn bộ tinh hà, toàn bộ vô ngân tinh không, tại thời khắc này, tựa như đều biến thành một mảnh vực sâu, ảm đạm vô quang. Kinh khủng che trời chú từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vực sâu. Tiếp theo, vạn thiên giới vực trị địa bên trên, vô số sinh linh đều là nhìn thấy, tại bầu trời kia đỉnh chóp, tựa như xuất hiện một đạo lỗ đen, tiếp theo lỗ đen đột nhiên nổ tung, chiếu sáng toàn bộ thiên địa thế giới. Thí thiên chú, trên không tinh hà ở giữa, mục vân cũng không dừng lại, che trời chú vừa ra, thí thiên chú đuổi theo, lý thương lan càng là không chút khách khí. Khôn minh, một tiếng quát nhẹ vang vọng, tinh hà ở giữa, vô tấn khủng bố nặng nề lực lượng, trong nháy mắt ngưng tụ đến lý thương lan bên người. Oanh, lại là một lần kinh thiên động địa, vang vọng vạn giới va chạm, bộc phát ra. Hai người giờ này khác này đều là đang liều lấy một hơi nhìn xem đến cùng là ai có thể đến cuối cùng khẩu khí này cực hạn. Thông thiên chú, che trời chú, thí thiên chú, mục vân chỉ thi triển qua thông thiên chú. Cái này tam đại chú ấn, là hắn nhiều năm trước tới nay từ hồng hoang 12 chú ấn bên trong lĩnh ngộ mà ra. Có thể, đó cũng không phải cực hạn. Giờ này khắc này, mục vân cùng lý thương lan khí thế đều là đến cực hạn. Luân hồi thiên ấn, mục vân hai tay một nắm, phía sau luân hồi thiên môn tại thời khắc này ẩm vang xoay tròn ra vô tấn lực lượng kinh khủng, từ xưa già trong môn hộ ngưng tụ mà ra, đồng thời cũng từ mục vân thể nội không ngừng gột rửa mà ra. Lý Thương Lan thấy cảnh này, sầm mặt lại, hắn không rõ, chính mình khổ tâm chuẩn bị bao nhiêu năm hết thảy, làm sao cho tới bây giờ, mục vân nhìn như tới tay đơn giản như vậy. Gia hỏa này, đến cùng là thế nào trở thành hiện tại có thể cùng hắn vật tay trình độ. Đại càn khôn thuật, Lý Thương Lan hai tay một nắm, phía sau trực tiếp xuất hiện một đạo vắt ngang giữa thiên địa thái cực đồ án. Càn tù, khôn tấn, một tiếng uống xong, cả hai chỗ thiên địa, phảng phất tại giờ khắc này động lại bình thường. Tiếp theo, một đạo luân hồi thiên ấn, từ thượng thương giáng lâm. Trời cùng đất, người với người, oanh, rầm rầm rầm, toàn bộ tinh hà, tại thời khắc này bạo liệt không ngừng. Liên đới vô ngân tinh không, run rẩy không chỉ, lực lượng cuồng bạo, ở phía dưới rất nhiều thần đế ngăn cản xuống, vẫn như cũ có không ít dư ba, tán giật đến thế giới mới giữa thiên địa, từng phương vực giới, trực tiếp hóa thành bột mịn. Khí tức kinh khủng, lượn lờ không tiêu tan, tinh hà bị tạc tán, có thể từ từ lại là quanh quẩn trở về. Mà tinh hà ở giữa, hai đạo thân ảnh kia, tại lúc này lại là nhìn không rõ ràng. Bất quá thời gian cũng không lâu, một ngôi sao mảnh vỡ đá rơi bên trên, mục phân nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, cả người thở hồng hộc. Đồng thời, một khối khác đá rơi trên mảnh vỡ, Lý Thương Lan cả người càng lộ vẻ chật vật. Nó gương mặt tái nhợt, một bên gương mặt huyết nhục không còn, bạch cốt âm u lộ ra, liền đới nó thân thể trên cánh tay, rách dưới mở quần áo, đều có thể nhìn ra huyết nhục bị tan giã bạch cốt. Mục phân hứ một ngụm, phun ra vết máu, cười nhạo nói, lão Lý, không nghĩ tới đi. Lão tử nếu không phải là bị ngươi thiên mệnh hạn chế nhiều năm như vậy, thành thần đế ngươi cho rằng với ta mà nói là việc khó gì. Người đem người trong thiên hạ cũng làm quân cờ, có thể ngươi trên bản chất cũng là quân cờ của người khác mà thôi. Lý Thương Lan nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt phẫn hận. Thái sơ đúng là sẽ giúp ngươi. Lý Thương Lan lạnh lùng đạo, Mục Vân thôn vệ Nguyệt Hề, cũng không phải là lung tung vì đó. Gia hỏa này, lúc trước ngay tại chuẩn bị, hiện tại, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Nuốt bốn cái thần đế, ngươi cũng liền dạng này. Mục Vân nhất đem xóa đi trên mặt vết máu, tóc dài hơi có vẻ lộn xộn, có thể giờ phút này lại là có một cỗ khí thế bế nghĩa thiên hạ. Lý Thương Lan hai tay nắm chặt, ngươi đắc ý cái gì? Lý Thương Lan hờ hững nói, cái này cũng bất quá là ta trực tiếp chuẩn bị mà thôi, sau đó ta sẽ để cho ngươi nhìn ta sự chuẩn bị thứ hai. Lý Thương Lan một câu rơi xuống, thể nội một cỗ khí tức, trong khoảnh khắc ngưng tụ. Tiếp theo, kéo dài không biết bao nhiêu vạn giảm tinh hà ở giữa, một bóng người, đột nhiên quỷ quyệt xuất hiện.